Mèo Ben thời nay và câu chuyện cầu vồng. Một ngày nọ, sau một cơn mưa rào, mèo Ben và mèo Kit đang chơi ngoài sân thì bất chợt nhìn thấy một dải cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Ben nhìn lên trời, mắt sáng lên vì thích thú. "Wow, Kit, nhìn kìa, cầu vồng đẹp quá. Cậu có biết vì sao cầu vồng lại xuất hiện không?" Kit lắc đầu, tò mò hỏi lại. "Tớ không biết, cậu biết không Ben?" Ben cười bí hiểm. Tớ không chắc lắm, nhưng mẹ tớ từng kể cho tớ nghe một câu chuyện rất thú vị về nguồn gốc của cầu vồng. Cậu muốn nghe không? Kỳ thao hức, tất nhiên rồi, kể cho tớ nghe với. Ben bắt đầu kể. Đôi mắt mơ màng như nhớ lại câu chuyện mà mẹ từng kể. Ngày xưa ngày xưa, bầu trời và mặt đất là hai người bạn thân thiết. Mọi người trên mặt đất và trên trời đều sống hạnh phúc, không có mưa gió bão bùng. Nhưng một ngày nọ, một trận tranh cãi xảy ra giữa bầu trời và mặt đất, Trận cãi vã trở nên gay gắt đến mức bầu trời tức giận và thế là mưa chút xuống mặt đất gây ra lũ lụt khắp nơi. Mọi người dưới mặt đất lo lắng không biết phải làm sao để ngăn chặn cơn giận của bầu trời. Nhưng có một cậu mèo nhỏ tên là Ben, giống như tớ nè. Rất thông minh và dũng cảm, cậu đã nghĩ ra cách hòa giải giữa bầu trời và mặt đất. Kiệt ngạc nhiên. Ben, cậu có trong câu chuyện nữa à? Ben bật cười. Ừ, tên giống thôi, nhưng cậu mèo Ben này nghĩ ra rằng chỉ có tình bạn mới có thể giúp mọi thứ trở lại như xưa. Cậu ấy đã tìm kiếm bảy màu sắc khác nhau từ khắp nơi trên mặt đất. Màu đỏ của hoàng hôn, màu cam của quả cam chín, màu vàng của lúa, màu xanh lá của cỏ cây, màu xanh dương của biển cả, màu tràm của trời đêm và màu tím của những bông hoa oải hương. Khi thảo hứng, ôi hay quá, rồi chuyện gì xảy ra tiếp? Ben kể tiếp, Cậu mèo Ben mang những màu sắc đó lên trời, nói với bầu trời rằng Bầu trời à, những màu sắc này là biểu tượng của tình bạn và hòa bình. Mỗi màu sắc đều tượng trưng cho một điều tốt đẹp trên trái đất và khi chúng kết hợp lại với nhau, chúng sẽ tạo thành một dài cầu vòng hòa hợp mang lại hạnh phúc cho cả bầu trời và mặt đất. Bầu trời nghe thấy vậy, hiểu ra mình đã nóng giận vô lý và đồng ý dừng mưa. Từ đó, mỗi khi mưa tạnh, Bầu trời sẽ gửi một dải cầu vồng xuống mặt đất để nhắc nhở mọi người về sự hòa hợp và tình bạn. Khiết cười tươi. Tớ hiểu rồi. Cầu vồng là biểu tượng của sự hòa hợp và tình bạn giữa bầu trời và mặt đất. Câu chuyện này thật hay quá Ben. Ben gật đầu. Và mỗi khi cậu nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, hãy nhớ rằng dù khó khăn hay mâu thuẫn, chỉ cần có sự hòa giải và tình bạn, mọi thứ đều có thể tốt đẹp trở lại. Kết thúc câu chuyện. Mèo Ben và mèo Kit nhìn lên bầu trời, ngắm giải cầu vòng lung linh và mỉm cười. Họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tình bạn luôn là điều quý giá nhất. Giống như giải cầu vòng luôn xuất hiện sau cơn mưa, mang lại hy vọng và niềm vui.